Mai Vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là cái ngày 12 tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần. Trước hết xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Hôm nay cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn, bởi vì tôi làm tới hai phần, tức là chia sẻ cây mai để làm bông trong cái ngày Tết ha, và cái cây tôi mới trồng được 3 tháng rưỡi, thì mình xem coi cây mai hôm nay tôi chia sẻ cái chăm sóc và cái trồng cây mai con theo cái cách riêng của tôi ha. Thì 3 tháng rưỡi, cái tiêu đề của tôi là xem lại cây mai nó phát triển sau khi trồng được 3 tháng rưỡi. Thì bây giờ với cái cách làm của tôi là thường tôi nói các bạn là cách 1, cách 2, thì cái này tôi trồng một số theo cái cách 1 và một số theo cách 2 thì tôi đã nói rồi, không có lặp lại nữa. Nhưng những cái quan trọng mà các bạn hỏi rất là nhiều và các bạn trồng nó sai cái quy cách của tôi nó cũng nhiều, các bạn đưa và các bạn hỏi, thì hôm nay tôi sẽ trả lời luôn. Thứ nhất là tôi nói các bạn là cái bầu nè, cái này á, cái bề ngang cái bầu này là tối đa thôi là 2,5 tấc thôi, 2,2 tấc, 2,3 tấc, 2,4 tấc, 2,5 tấc thôi các bạn. Có những bạn đưa cho tôi các bạn trồng cái bầu này nó quá lớn đi, đúng không? Cái bầu này các bạn trồng quá lớn thì sao? Nó không lấy được cái củ đế, tức là cái củ đế là cái này. Tôi trình bày rõ. Tức là sau khi những cây mai tôi đã trồng rồi, thì bây giờ cái kinh nghiệm của tôi thì tôi chia sẻ theo cách riêng thôi. Chứ nói là bây giờ nó là tuyệt đối thì nó không tuyệt đối, thì các bạn tùy các bạn muốn làm theo cái... Nhiều anh em người ta làm lấy đế như thế nào thì các bạn làm cũng được. Nhưng mà tôi chia sẻ riêng theo cái cách của tôi thì các bạn thấy cái củ đế là cái này. Thì nếu các bạn trồng kiểu này, đúng không? Đây nè, củ đế. Là ý tôi là lấy củ đế. Khi mình trồng cái cây là trồng trên này, trên mặt này, đúng không? Thì cái rễ khi mà nó banh ra thì nó sẽ đâm xuống. Nhưng cái tỷ lệ nhỏ thôi. Có những bạn đưa cái bầu này 4 tấc ăn gian ha, đằng sau này khỏi, tại vì khi tôi làm này sau thì cũng chắn một khúc cái dưới này nữa nè, khoảng 4 tấc, nhưng mà sau 2 hoặc 3 năm thì tôi mới làm cái đó. Thì các bạn làm trước không được, 2,5 tấc trở lại tới 2,2 tấc, và cái bề đứng này thì cũng vậy các bạn, khoảng 2,5 tấc 3 tấc cũng được. Đó là cái phần thứ nhất, nếu các bạn làm y như tôi. Và cái chủ trương của tôi là lấy cái củ đế tôi chia sẻ rồi, còn các bạn làm khác thì tôi không biết, phải không? Khi cái rễ này nó ra thì nó sẽ chạy xuống dưới này, phải không? Và nó sẽ tăng theo tỷ lệ cái cây lớn. Mình lấy cái củ đế trước đi thì cây mai sau này mình dễ ra thị trường, đúng không? Người ta rất thích. Còn về sau nữa thì tôi không biết. Thì các bạn thấy nè, đây nè, đây là những cái dàn cây mà tôi trồng sau 3,5 tháng ha, từ cây mai con. Thì nó phát triển không đồng đều các bạn. Có cây được cây không ha, cây cũng khá. Thì bây giờ mình muốn cho cái vườn đều nó đều á, thì mình phải dặm lại những cái cây nào mà an an sau 1 tháng 2 tháng mình trồng rồi, nhổ bỏ trồng cây khác liền, nó phát triển còn nhanh hơn. Đó là cái phần mà cái quy cách của cái bầu chia sẻ ha. Thì bây giờ các bạn thấy nè, giờ tới cái phần, thì tôi nói các bạn, có những bạn bỏ cái đạm á, là ure á, thì cái này sao các bạn, nó kéo cái đọt này nè, nó dài lắm này, nó kéo nó bỏ những cái mắt này, tôi đã chia sẻ rồi đây nè. Tức là tôi thì tôi thích nó trầm trầm vậy nè, thì sau này cái nhánh của mình nó sẽ đặc hơn. Các bạn thấy toàn bộ cây mai ha, và cái phân gì thì tôi nói các bạn, giai đoạn khi các bạn trồng xuống thì tôi á, tôi xài chỉ có cái hữu cơ thôi, hoặc là rót tôi chia sẻ rồi. Còn có những bạn là tưới N3M Atomic gì đó thì tùy, cũng được các bạn, không sao hết. Nhưng mà các bạn nhìn như thế nào cho cái đọt nó đừng kéo giãn quá. Nếu nó kéo giãn quá, thí dụ vậy, khi nó lên nó trưởng thành thì cái mắt này nó cạnh nè, sau này mình dễ xử lý. Còn nếu các bạn đưa nó đẹp lá quá, cây mai nó kéo giãn cái này quá, thì sau này những cái mắt này nè nó thưa ra, thành ra cái cành mình nó thưa, nó không đẹp, thì cũng cũng được nữa mình xử lý. Nhưng mà nó cực hơn
là các cách làm như tôi. Nhưng quan trọng là gì? Các bạn nuôi thế nào ráng giữ cái bộ lá, ráng giữ cái bộ đọt các bạn. Xanh không cần xanh đậm, nhưng cái bộ đọt đừng có cho bệnh hoạn đau ốm này kia, thì cây mai nó phát triển nó lớn. Chừng nào nó lớn, có những bạn hỏi thì tùy theo các bạn nuôi, nhưng theo tôi thì các bạn cứ giữ cái mật độ này, đúng không? Giữ cái mật độ đọt, đừng bị sâu bệnh, nhất là con bọ trĩ. Các bạn điều chỉnh cho nó không bị, nhất là con bọ trĩ, thì cây mai mình nó lớn chừng nào lớn. Đây là tôi những cây mai tôi trồng 3 tháng rưỡi các bạn, và tôi đã có hứa các bạn là tôi chia sẻ thực tế ha. Đối với những cái cây mai này, bị gì tôi làm ở vườn mà trồng 1.000 cây suốt ở làm sao thì nó phát triển nè các bạn. Thì phân thì tôi nói các bạn thế này, mình bón phân chỉ có hữu cơ và cái DAP, tức là 18460, thường tôi gọi đáp là xuyên suốt luôn, trong cái giai đoạn nhỏ nó chưa cần kali đâu, cứ xuyên suốt vậy các bạn rải nó ha. Thì tôi làm sao tôi chia sẻ các bạn vậy, thì mình luôn tới 2 năm hoặc 2 năm rưỡi thì mặt mình hãy tạo cành cho nó, tạo cành nhanh. Thì theo cách của tôi á, thí dụ các bạn để dày đây nè, các bạn nuôi hoài dày nữa nó kéo cái cành này ra, nếu các bạn không tạo cành nhanh thì cái này nó giót vậy nè, ở trong này nó giót ra, tới ở ngoài này nó mới đặt lại trống. Cành nhân là sao? Cho chia sẻ thì các bạn thấy nè, hồi đó tôi làm nè, cắt đây nó ra đây, nó ra ba luôn nè. Tức là từ trong thân nó chỉ ra có một nhiêu đây thôi, không đầy 2 tấc thì nó tạo cái cành. Do đó cây mai mình nó sẽ tăng phần giá trị thêm. Mình đã có đế rồi, tạo cái cành nhân nữa, nhưng đừng tạo bây giờ, các bạn cứ nuôi như vậy cho cái đọt này nó ra đi, kệ đó, lòng thòng lễn thởm gì kệ đó, mình vừa đi vừa chia sẻ các bạn, cho nó lòng thòng lễn thởm kệ đó, đừng có làm sớm bắt càng cắt coi chừng nó điến cái cây. Cái này nó càng ra càng phát triển thì cái này nó càng mập, đúng không? Nó càng mập thì 2 năm ít nhất, theo tôi nhớ hồi đó tôi làm á, thì khoảng 2 năm tuổi tôi mới được cắt cái chỗ này. Đó là nhiều rồi, khi mà cái cành nó bằng ngón tay trỏ mình nè, hoặc tay út nè, thì mình cắt. Chứ bây giờ mà mình cắt sớm mình cứ đôn nó hoài, đúng không? Cây nuôi á, đôn nó hoài thì cái cây này nó cũng bị điến đó chứ. Mỗi lần mình cắt là cũng vết thương ha, nó cũng bị điến. Mà các bạn cứ cắt theo gò, theo chi, thả, các bạn cứ thả đi. Thì Tết nay rồi nó phát triển, tôi sẽ chia sẻ từ từ. Tết mình xe nhẹ vậy thôi, rồi mình lặt kệ nó, đừng có quan tâm tới cái phần gọi là gì các bạn, cái tạo cành nhân, thấy không? Đừng quan tâm, từ từ mình tạo. Các bạn đừng tạo sớm quá, nó cũng không có chuẩn đâu, nó còn quỷ cành, những cái cành nhỏ cành lớn mình để cho nó trưởng thành đàng hoàng rồi mình bắt đầu tạo cành nhân cho nó. Tệ lắm phải bằng ngón tay út vậy, ngón trỏ, đúng không? Đó là những gì tôi chia sẻ đến tất cả các bạn thắc mắc ha. Xịt thuốc và những cái thuốc bệnh Atacon hay là Anguin thì các bạn xịt, thì tôi ít có xài cái dạng phân bón lá các bạn. Được, cái này xài không sao hết, tôi nói các bạn. Nhưng mà tôi lại sợ rằng những cái mắt này nè, khi cái đọt này lên nè, các bạn xài cái dạng đạm nhiều quá nó bỏ, tức là nó thưa cái lóng này, cái lóng từ cái lóng này lên đây nó thưa, đúng không? Này nó ảnh hưởng cái đọt chứ nè, ra đây đây nó thưa quá thì sau này nó sẽ trống, mình sửa lại rất là cực. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Và tôi tổng kết lại ha, cái kích thước của cái này nó cũng quan trọng các bạn, khoảng chừng 2 tấc rưỡi đổ lại thôi, các bạn đừng làm lớn quá.
nó sẽ không làm, nó không ôm cái đế của mình, nó tỷ lệ theo cái cây rồi từ từ mình tính. Cứ bình tĩnh và các bạn cứ nuôi như thế nào, giữ cái bộ lá cho im. Bón phân thì hữu cơ, tức là tôi xài phân gà nén hay hoặc phân bò, các bạn có bạn xài 15 ngày cứ các bạn niêm nó thôi, chắc ăn, đừng rải nhiều quá. Và 15 ngày sau mình rải cái thằng DAB 18460. Cứ như vậy các bạn làm giữ sâu thì cây mai các bạn tôi nghĩ là kinh tế nó sẽ, kinh tế nhỏ nó sẽ có. Rồi, đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì đến bữa 13, 14, 15 mình sẽ tới cái cử bón phân định kỳ cho cây mai, thì mình sẽ xem cái nút cái gạo của cây mai lớn nha. Bây giờ nói cây mai nhỏ thôi. Thì tôi nói các bạn là hổm rài tôi rất ít là chia sẻ, là bị gì sức khỏe. Đó, bây giờ nói vậy là bắt đầu cái hơi là tôi ráng đó, cái nghe nó hơi mệt ha. Cái sức khỏe của tôi, do đó mình cho an toàn đi các bạn, tôi dưỡng sức thời gian đi. Cái clip này bỏ thì nó uổng lắm, mà làm thì tôi sợ cái sức khỏe của tôi ha. Thành ra nó hơi lâu, các bạn cũng thông cảm ha. Để tôi dưỡng bệnh đi, rồi Tết nay tôi khỏe lại tôi chia sẻ những cái tháng cuối năm. Và cái cây mai này thực tế trên miếng vườn của tôi sẽ chia sẻ các bạn liên tục, tức là liên tục trong suốt quá trình tôi thu hoạch, nếu tôi còn khỏe mạnh, để các bạn và cùng tôi kiếm cái kinh tế nhỏ. Đây là cái chia sẻ clip tôi nói các bạn, niềm đam mê và cái niềm vui của tôi mỗi ngày, nhưng mà bây giờ tôi phải tạm gác lại ha, mong các bạn thông cảm ha. Và những các bạn có điện cho tôi mà không được ha, thì các bạn biết là do điều kiện sức khỏe, các bạn thông cảm cho tôi. Thì tôi ráng cố gắng các bạn, làm cái clip không phải là dễ. Tôi đưa cho con tôi nhưng mà anh em không đồng tình, tức là khi nó chia sẻ đó nó anh em không đồng tình, do đó nên tôi cũng ráng cố gắng nha. Thì bây giờ hôm nay tôi sẽ trả lời cái phần những cây mai mà nó phát triển sau 3 tháng rưỡi để mình kết thúc tiêu đề này. Thì các bạn thấy tôi rất là thích ha, những cây mai cái dạng vừa phải thôi, vừa phải thôi. Thì dưới các bạn nhớ là nước nha các bạn, mình trồng như vậy á, mình để cao lên. Và tôi bổ sung cho những anh em có câu hỏi nè, đất đó đất sét trồng được không? Thì tôi nghĩ đất sét thì cái độ ẩm của nó, ẩm thì nó ẩm quá, nó lầy luôn, mà khi nắng thì nó cứng ngắt, chai cứng luôn. Thành ra cái đề lượng nước tưới mình rất là đắn đo. Thì bây giờ tôi nói các bạn, với cách trồng của tôi về cái bầu gì đâu có lớn các bạn, thì các bạn không mua, mình mua đất màu đi, về mình lên cái ụn vậy nè, đâu có nhiêu tiền. Một xe đất màu nay 1 triệu mấy đó. Đất màu là cái gì? Đất trên mặt này nè, người ta lấy trên cái mặt đất này khoảng xuống khoảng 5 tấc 6 tấc á, nó mắc hơn cái đất ở dưới ha. Ta gọi là đất màu theo cái danh từ gọi của Tây Ninh tôi ha. Thì các bạn trộn 50% giá thể vô, đúng không? 50% mua một xe đất màu, xe ấy 1 triệu mấy à, các bạn vô đưa cái bầu này để cho cây mai này nó phát triển cứng đi. Thí dụ cứng nha, trong 1 năm 2 năm thì cái rễ này nó đi tuốt dưới này rồi thì nó đã mạnh giỏi rồi, cái phần đất sét không đáng ngại nữa. Còn bây giờ các bạn trồng đất sét gì cái đó tôi không biết, tôi chỉ tha ý kiến thôi. Thì các bạn nên mua đất màu nếu cái dùng các bạn đất sét, cho cây khỏe mạnh thì rồi nó sẽ ăn ha, không sao hết các bạn. Đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào các bạn một lần nữa, lâu quá ha. Chào ba, chào các bạn, xin hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.